huyện Minh Đạo. Ai cũng mặc một cái bộ đồ gọi là theo màu áo của thầy mình tới. Dạ thì sẵn đây thì cũng cho em hỏi là chị có thể chia sẻ về thầy mình tới nó cảm nghĩ của em á, cảm nghĩ của em thôi. Cái cảm nghĩ của mình thôi, mình cảm nghĩ mình sao mình nói vậy. Nói chung là cũng rất là ủng hộ ạ. Như là anh nghĩ là nhà mình rất là ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ, tự vì ai cũng có mặc cái mồ tông, mà thật sự là mình không chia sẻ nhiều, nhưng mà anh cảm nhận được là các nhà mình dành cho cái tình cảm của thầy Minh Tuệ rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Các anh chị có đi gặp thầy Minh Tuệ lần nào chưa ạ? Trong đây có ai gặp chưa? Dạ. Muốn gặp nhưng mà chưa biết là đi gặp. Nhà mình có dự định là đi ra thăm cốc rồi à? Cũng ta, tại vì hôm nay đi là cũng thăm hết để cho biết, nhưng có bà mẹ hơi lớn tuổi á nên cũng không. Dạ cô cho con hỏi là ngoại hôm nay nhiêu tuổi rồi? Mẹ bữa nay năm nay là được 89 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà nghe về thầy học pháp mẹ cũng có một cái tấm lòng rất là ủng hộ quá, muốn đi giết biết là không chị là con của ngoại hết. Đúng rồi, đây là gia đình con cháu. Cháu. Ngoại có là bao nhiêu người con? Mà nãy thấy nội cũng muốn là gặp thầy Minh Tuệ thì không, bây giờ không có duyên gặp thầy Minh Tuệ thì mình ra ngoại mình gặp ra cốc của thầy cũng được. Cho nội mãn nguyện phải không nội? Nội muốn đi ra cốc không nội? Ra cốc thầy Minh Tuệ không nội? Có hình không? Còn đây còn gì đâu mà. Nhưng mà sức khỏe của má tặng tính. Nếu mà nội mà muốn đi thì nội sẽ có động lực. Hỏi nội coi nội có đi không? Có hình rồi, gia đình có hình rồi, đẹp quá này. Trời ơi. Cái hình này đẹp nhất. Xui tấm nó chụp con cái à. Ơi, đại gia đình đẹp ơi là đẹp không nè. Gì bự nữa ha. Về rửa to lên đúng rồi. Một tấm bự thôi. Cái này tấm nào bự? Tấm nào bự? Để vô con hỏi rồi. Nó đen quá ha. Rửa khẩu lớn lên cũng được mà. Được, mình tấm nào bự đâu nam đây. Tấm lên đúng nè. Tấm này nè, tấm này gia đình luôn nè. Đây. Khổ bự bự. Khổ bự á. Em mời mấy anh nước. Dạ được cô chị, cảm ơn chị nhiều. Nên là cái tấm lòng. Dạ em cảm ơn chị nhiều giờ. Của anh chia sẻ. Dạ dạ. Chuyện ra bé Huy. Còn mấy anh vô dùng nước đi. Dạ cảm ơn chị. Chị ơi, để cho nước. Rất là vui vẻ nha. Chúc các chị được.